Thì như ở cái video trước nay có làm về chiến câu phép thuật với chiến câu búa để cho mọi người so sánh coi hai chiến câu đó chiến câu nào hơn chiến câu nào. Và mọi người cũng đã biết rằng á là tất cả các chiến câu đều đã được viết lại tỷ lệ trước đây giảm bao nhiêu thì bây giờ tăng bấy nhiêu. Nên tỷ lệ xuất hiện cá quý hiếm bây giờ là cực kỳ cao nha mọi người. Và hôm nay á là Na tiếp tục dùng chiến câu vàng và Na phát hiện ra một cái điều rất là ghê gớm luôn mọi người. Câu như thế này á không biết là lỗi hay là hack nữa, mọi người xem và đánh giá giùm Na luôn nha. Thì trước khi vào video mọi người nhớ cho Na xin một like, một share với một lượt đăng ký kênh luôn đó nhé. Cảm ơn mọi người rất là nhiều luôn nha. Thì ok, bây giờ là Na sẽ bắt đầu. Hôm nay Na sẽ tiếp tục bằng cái chiến câu vàng nha mọi người. Và nói chung là mấy tiếng trước đây á là Na đã test thử chiến câu vàng và Na phát hiện ra một cái điểm rất là ghê gớm luôn. Câu mà cứ như là hack vậy đó mọi người. Bóng nó xuất hiện mà giả man lắm, giả man cực kỳ giả man luôn, giống như là hack vậy đó. Mà trước giờ là Na không bao giờ hack nha mọi người. Đây 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 bóng năm nè. Đó, bây giờ là mọi người coi thử coi là Na có hack hay không nha, hay là lỗi nha mọi người. Xuất hiện bóng năm mà rơi gớm luôn. Câu mà mệt xỉu luôn mọi người. Mọi người câu bóng năm mà mệt xỉu bao giờ chưa? Và hôm nay mọi người xem Na câu mọi người sẽ mệt xỉu luôn đây nè. Ok, bây giờ là kéo bóng năm cho mọi người coi nha. Đây, đây là cá voi sát thủ. Vì đây là khung giờ của cá voi sát thủ thôi mọi người ơi. Rồi ok, bây giờ là Na sẽ tiếp tục luôn nha. Mở màn là một con cá voi sát thủ rồi nha mọi người. Ok, bây giờ là tiếp tục ở hố xanh luôn nha. Nhiều bạn nói rằng là không có 4445 nên là các bạn nghỉ game, mà các bạn không biết rằng là bây giờ là VNG họ đã fix lại tỷ lệ hết rồi. Đây nè bóng năm nữa nè mọi người. Đấy, mọi người thấy không, bóng năm xuất hiện rất là nhiều luôn. Câu mà xỉu luôn đó mọi người. Nếu mà câu một ngày á là đâu đó là cũng phải 5 đến 10 con, 5 đến 10 con cá xịn nha mọi người, 5 đến 10 con bóng năm luôn nha. Và các bạn không có chỗ nào để mà nuôi đâu nếu mà các bạn chịu câu đấy. Nhiều bạn nói rằng là nghỉ game vì không có 4445, mình nghĩ rằng là chắc các bạn không có vào câu nên các bạn chỉ đón như vậy thôi. Ok, bây giờ là mình sẽ kéo tiếp cái 45 này cho mọi người coi luôn nè. Đấy, một con cá nhà tán nữa nha, một sát thủ, một cá nhà tán rồi nha mọi người. Mọi người thấy không, câu rất là nhiều luôn, câu mà xỉu luôn đó. Bây giờ là Na nói thật luôn á, Na câu một ngày là lên 3-4 con tán, 3-4 con cá mập rời lên lên. Và rất là nhiều người trong tem cũng câu được như vậy nha mọi người. Nói chung là rất là nhiều người trong group Zalo, group Facebook của Na đều câu được rất là nhiều luôn. Nhưng mà bạn, nhiều bạn nói rằng là câu không được cá nên nghỉ game. Mình mong rằng là các bạn hãy suy nghĩ lại nha. Mình ra video á bây giờ là rất là ít người xem luôn, vì rất là nhiều bạn đã không xem video nên là các bạn cũng không biết được rằng là cá bây giờ nó xuất hiện rất là nhiều luôn. Nếu mà các bạn xem video là chắc chắn là các bạn sẽ không nói như vậy và các bạn sẽ không nghỉ game. Tại vì các bạn không xem video nên các bạn không biết gì cả. Ok, bây giờ là tiếp tục luôn nha mọi người. Bây giờ là 2 bóng 5 rồi đúng không? Bây giờ là 3 bóng 5 nè. Đấy, bóng 5 thứ 3 nha mọi người. Ok, tiếp tục luôn nha. Để câu, Na câu á là Na bỏ hết trơn tất cả mực mái chèo. Nói chung là nhắm búa đồ, bụi cưa đồ Na bỏ hết đó mọi người. Na chỉ để lại cho mọi người coi những cái con cá xịn mà Na câu một ngày đó nha. Một ngày mà Na kiếm được hơn 25 bóng. Hơn 25 bóng 5 nha mọi người. Và bây giờ là Na chỉ để lại những cái bóng 5 cá xịn cho mọi người coi thôi luôn. Rất là ghê gớm luôn, câu mà cứ như là hack vậy đó. Không biết là lỗi hay là hack hay là do nhà phát hành họ đã fix lại tỷ lệ và nó xuất hiện bóng năm rất là nhiều luôn. Vì rất là nhiều bạn nghỉ game nên là nhà phát hành họ đã có thể là họ đã sửa lại cho mọi người câu luôn đấy. Ok, bây giờ là kéo bóng năm thứ ba nè. Đó, tiếp tục là cá nhà tán luôn nha mọi người. Cá nhà tán bây giờ câu rất là nhiều luôn. Một ngày là Na câu đâu đó là 3 đến 5 con cá nhà tán nha mọi người. Ok, bây giờ là tiếp tục luôn nha. Mọi người vào coi lại tỷ lệ của tất cả các chiến câu đi mọi người, sẽ không làm mọi người thất vọng đâu. Thật sự á, là nhiều bạn á là không thèm xem cái gì hết trơn á, rồi cứ nói là không có 4445. Bây giờ là Na câu liên tục cho mọi người coi luôn nha. Thiệt sự á, hồi nãy giờ là 345 rồi đúng không, 28 một cái voi sát thủ rồi đúng không. Ok, bây giờ là tiếp tục ra hải đăng luôn nha mọi người. Đấy, tiếp tục vẫn là bóng năm luôn nè, câu không đứt dây luôn, câu không có bị gì cả, chỉ lên bóng năm thôi, chỉ kéo được thôi chứ không có đứt dây luôn mọi người. Đây là cần câu vàng nha, không phải là cần câu phép thuật hay là cần câu búa đâu. Ok, bây giờ là kéo bóng năm luôn nè. Đấy, lên nào. Đó, cá voi đầu trắng luôn nha mọi người. Như vậy là 4 con rồi đúng không? Ok, tiếp tục luôn nha, sẽ câu liên tục cho mọi người coi luôn. Câu liên tục bằng cái chiếc câu vàng này luôn, không đổi xem ngủ chiếc câu nào khác luôn. Nếu mà các bạn thích chiếc câu nào khác á thì các bạn có thể vào xem tỷ lệ đi, rồi các bạn sẽ coi cái chiếc câu nào phù hợp với cái nick của bạn rồi các bạn đi câu nha. Thật sự bây giờ là mình thấy rất là nhiều chiếc câu nó tăng tỷ lệ nhìn mà chóng luôn đó. Ví dụ như là cái chiếc câu chuyên nghiệp hoặc là chiếc câu không chuyên đó mọi người thử vào xem đi. Rồi mọi người coi cái chiếc câu đó có phù hợp với mọi người không rồi mọi người đi câu nha. Ví dụ như là Na thấy cái chiếc câu vàng này tự nhiên bây giờ nó lên bóng cho Na quá trời luôn rồi. Lên một ngày mà 20 mấy bóng năm, thật sự nhìn mà chóng luôn đấy. Câu như thế này mà nhiều bạn nói rằng là không có 4445, các bạn nghĩ game mình cũng không biết như thế nào luôn. Trong khi nhà mình á thì dư gần 100 con 45 là không có chỗ để. Trời ơi, ghê chưa? Ghê chưa? 100 con 45 nó là phải bỏ trong ba lô không có chỗ để luôn á. Vậy mà nhiều bạn nói rằng là không có 45 nên các bạn nghĩ game, trời ơi, thật sự
các bạn có vào câu không các bạn? Thật sự mình nghĩ rằng là các bạn không có vào câu đâu. Tại vì mình đi câu mình có gặp ai đâu. Nói chung là mình đi câu mà có mình à, thật sự là không thấy ai hết. Cái này là mình câu ở nước ngoài, nói chung là nước ngoài thì đúng là không có ai rồi. Nếu mà câu ở Việt Nam thì chắc chắn là rất là nhiều người. Nhưng mà cũng không có nhiều bằng trước đây nữa, không có nhiều bằng khi xưa á mọi người. Nói chung là nó giảm đi đâu đó là khoảng 50% rồi. Vì cái lượng view xem video của Na nó đã giảm đi hơn 50%. Thì Na cũng biết rằng là các bạn đã bỏ hơn 50% rồi. Tại vì các bạn nói rằng là không có bóng năm các bạn nghỉ game. Trời ơi là trời, mình không hiểu tại sao mà các bạn lại có thể nói như vậy. Nếu mà thật sự không có bóng năm các bạn nghĩ game thì ok, còn cái này bóng năm nó ra ầm ầm luôn mà các bạn nói rằng không có bóng năm. Không có bóng năm là cái kiểu gì các bạn? Đây nữa nè, đó. Để coi ơi, cái con thứ năm này là con gì nha. Đấy, vẫn là cái nhà tán, như vậy là ba con cái nhà tán rồi nha mọi người, ba con cái nhà tán rồi nha. Ok, bây giờ là Na tiếp tục đi câu luôn để còn lên bao nhiêu con cái nhà tán nữa nha. Nãy là một cua sát thủ, một cá voi đầu trắng, ba con cái nhà tán rồi nha mọi người. Đấy, bình thường là Na câu ở thuyền là đến phút 04, vì cái nhà tán là nó có thể là nó đã xuất hiện từ phút 02 đến phút 04 rồi. Nó xuất hiện cho đến phút 06 luôn, nhưng mà Na trừ lại phút 04 đến 06 là Na câu ở hố xanh. Thường là Na câu như vậy nha mọi người, như vậy á là ví dụ như nếu mà ra đây nó xuất hiện bóng năm nữa là có thể là một đêm Na câu được 2 con xịn luôn. Đây 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 đây, bóng năm tiếp tục xuất hiện nè. Đây là bóng năm thứ 6 nha mọi người. Thấy ok. Thì Na đã bỏ hết tất cả các cá dởm rồi đó. Là ví dụ như cá nhám búa, cá mũi cưa nè, mực nè, rồi mấy chèo nè, nên là nó còn lại chắc là không có nhiều, có thể là mười mấy bóng năm thôi. Đấy, rồi đi lên nữa nha mọi người. Mọi người thấy không? Như vậy là 6 bóng năm rồi nha. 3 tán, 1 râu trắng, 1 xuất thủ và 1 rồi đi lên nha mọi người. Ok, Na để Na câu cho nó hết giờ luôn để coi coi còn bóng năm nào nữa không. Như vậy là cá đêm này là ở thuyền lên một con và gà hấu xanh lên thêm một con nữa. Đó, đây là 2 con nha mọi người. Đấy, mọi người thấy không? Câu rất là ghê gớm luôn. Na câu là Na cắt bỏ bóng 4 hết luôn rồi đó, là Na không để lại bóng 4 cho mọi người coi luôn. Mọi người thấy không? Là toàn là bóng 5 không đó. Bóng 4 bóng 5 thì nó thật sự á, nếu mà bóng 4 bóng 5 cộng lại thì chắc là khoảng 100 cái nha mọi người. Là khoảng 100 cái bóng 4 với lại bóng 5 nha. Nếu mà bỏ bóng 4 ra thì còn đâu đó là khoảng 25 cái bóng 5 nha mọi người. Là một nghề câu nha. Cái này là một nghề câu nha. Nên là đừng có ai nói với Na là không có bóng 4 bóng 5, nên là mọi người nghỉ câu nha mọi người. Mọi người nghỉ game nha. Nghỉ game cái kiểu này là không có chính xác nha mọi người. Nếu mọi người nói một cái lý do nào khác, mọi người nghỉ game đi rồi Na tìm cái hướng giải quyết cho mọi người nha. Còn nếu mà cái hướng mà nói rằng đó là không có bóng 5 rồi nghỉ game là sai hoàn toàn nha mọi người. Với lại là bây giờ là Lay to Radar đã thuộc về VNG rồi, mọi người thấy đó có thay đổi gì không? Na thấy là có thay đổi một chút xíu, đó chính là giá tiền của các gói sản phẩm á mà Na chơi trên Android á, là Na thấy nó giảm đi. Chứ Na không có thấy mà nó hút máu giống như là các bạn nói trước đây nha. Na không thấy nó không thấy là tăng giá mà Na thấy đang là giảm giá đó mọi người. Các gói sản phẩm á, trước đây là Na mua là ví dụ như là 118 thì bây giờ là Na thấy còn là 107 thôi, là Na thấy nó giảm đấy. Mà Na không biết tại sao các bạn lại nói là hút máu, không biết hút máu chỗ nào nữa. Na tìm hoài không ra luôn á. Ok, bây giờ là để kéo bóng 4 này nha. Đây đây, để kéo nè. Chắc là hệ cậu đấy. Rồi, hệ cậu gì đây? Rồi đó, thấy không, hệ cậu. Cậu vương miệng luôn nha mọi người. Câu mà thấy ghê không? Đây là cái con hệ cậu vương miệng thứ tư của Na luôn nha mọi người. Đấy, câu rất là ghê gớm luôn. Câu kiểu này mà mọi người có thể là nói Na hách cũng được nữa. Nhưng mà Na không có hách đâu mọi người ơi. Thật sự là trước giờ Na câu đều không hách nha. Nếu mà hách là bóng nó xuất hiện trước khi mình ném phao nha mọi người. Còn mà bóng nó xuất hiện sau khi mình ném phao có nghĩa là không phải là hách nha. Na chỉ cho mọi người xem cái cách phân biệt giữa hách và không hách nha mọi người. Vì hách á là bóng nó sẽ hiện lên trước khi chúng ta ném phao. Bóng nó sẽ hiện cái vị trí nào rồi chúng ta chạy qua đó chúng ta ném phao thì chúng ta câu được cái bóng đó rồi là hách nha. Còn cái này là câu á là không phải là lỗi, Na nghĩ cũng không phải là lỗi nữa, mà nó có thể là do nhà phát hành bây giờ á là họ thấy rất là nhiều bạn nói là câu không được bóng 4 bóng 5, nên là nhà phát hành bây giờ rất là ưu ái cho mọi người luôn, cho bóng 4 bóng 5 rất là nhiều luôn, câu là bao phê luôn đấy. Rồi ok, bây giờ tiếp tục luôn nè, bóng 5 nữa nè. Đó, nhìn cái góc nhìn này bóng 5 rất là to luôn nha mọi người, nhìn rất là ngợp luôn đó. Nhưng mà Na bây giờ là rất là tự tin mọi người ơi, khi mà câu bóng 4 bóng 5 bây giờ nó rất là nhiều nên là cũng rất là tự tin luôn. Ok, bây giờ là kéo nha. Đây nè, lên nào cá ơi, lên nào cá ơi. Đây, con này con mấy? Đó, rồi đinh lên đó nha mọi người. Đấy, rồi đinh lên tán, rồi đinh lên tán, rồi đinh lên quá trời luôn. Hồi nãy giờ là 2 rồi đinh lên 3 tán, 1 râu trắng, 1 sát thủ. Rồi 1 hải cẩu vương miệng nha. Đó,
Ok, thấy ghê chưa, thấy ghê chưa, câu chi là mãn, giả mang không mọi người. Mọi người thấy không, bây giờ mà lay tôi Raider qua tay của BNG là bây giờ là khác bọt liền đó mọi người. Nhìn là khác bọt liền luôn đó. Bây giờ nó thật sự là bây giờ là Na muốn nuôi cá là Na phải sắm cho mình mấy cái căn biệt thự luôn đó. Rồi xong rồi bỏ tiền sau ra để mua hồ cá đó mọi người. Mà mua hồ cá sợ không đủ tiền sau để mua hồ mà chứa cá bóng năm thôi. Chứ thật sự là bóng năm là nó không có thiếu đâu nha. Đấy, tiếp tục luôn nè, bóng năm thứ 10 đúng không? Hồi nãy giờ là bao nhiêu bóng năm rồi mọi người không nhớ nữa đó. Rồi Greenland nữa nha, vẫn là Greenland luôn nha mọi người. Như vậy là 3 bán 3 Greenland, 1 râu trắng, 1 vô sắc thủ, 8 con, 1 cái con hải cẩu vuông miệng nữa là 9 con. Thôi ghê không mọi người, bỏ bớt đó, vậy là chắc là bỏ bớt mười mấy cái bóng năm của mực với lại là máy chèo rồi đó mọi người ơi. Đó mọi người thấy ghê không? Rồi ok mọi người thấy nha, Na thật sự nói không có nói giỡn nha mọi người. Ok bây giờ thì xin chào và tạm biệt mọi người nha, hẹn gặp lại mọi người ở trong video tiếp theo. Đừng quên ấn like và đăng ký kênh cho Na với nhé.